Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức món gà nướng Tân Cương. Vị của gà nướng Tân Cương thì cay nhẹ nè và đậm đà. Mình kết hợp chung với lại bánh màng thầu thì rất là ngon luôn. Nguyên liệu và cách làm màng thầu cũng đơn giản mà mình ăn nóng hay là ăn nguội đều ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món gà nướng Tân Cương và bánh màng thầu với Diễm nha. Để làm gà nướng Tân Cương á, thì ở đây Diễm có 1,2 kg cánh gà. Thì mình thích ha, mình có thể dùng cái cánh ngay giữa hoặc là nguyên cái cánh gà đều được. Hoặc là mình nướng nguyên con gà cũng được luôn. Nguyên con gà thì mình phải xẻ gà ra như trong video gà nướng chao mà Diễm có đăng rồi đó. Gà thì mình sẽ sơ chế, mình rửa cho sạch nha. Rồi bây giờ để ướp gà cho nó thấm á, thì mình sẽ rạch ngay phần dưới của cái cánh gà. Nếu mà mình dùng nguyên cánh gà to thì mình cũng làm vậy nha. Đó, mình lấy dao nè, mình rạch một đường nhỏ thôi. Như vậy để lúc mà mình ướp gia vị vào thì nó sẽ thấm nó ngon. Lấy cái thau để ướp gà nè, bây giờ mình đi pha những cái nguyên liệu khô. Đầu tiên Diễm có 1,5 muỗng cà phê muối. Tiếp theo thì Diễm có 1 muỗng cà phê đường nâu. Theo công thức anh Hùng chia sẻ đó thì không có đường, nhưng mà Diễm ăn Diễm thấy cái vị nó mặn á, Diễm người miền Nam cho nên thích cái vị ngọt chút nên Diễm cho 1 muỗng cà phê đường. Bột nêm gà thì mình có 2 muỗng cà phê. Tiếp theo mình có 2 muỗng cà phê bột tỏi. Bột tỏi thì khi mà mình mua mình lưu ý ha, cái này là bột tỏi nguyên chất, không có pha muối, tại vì nếu mà pha muối thì nó sẽ mặn hơn. Cánh gà nướng Tân Cương thì cái vị nó sẽ cay, nhưng mà nhà Diễm nướng cho Victor ăn á, vì vậy Diễm dùng cái ớt bột Hàn Quốc này nó không có cay, thì 1 muỗng canh. Còn nếu mà mình dùng ớt bột cay á, thì mình dùng 1 muỗng cà phê nha. Và một trong những nguyên liệu để tạo lên cái mùi rất là đặc trưng cho cánh gà nướng Tân Cương này, đó chính là cái bột thì là Ai Cập. Cái này thì mình mua trong siêu thị là có nha. Có cái này thì khi mà mình ướp và mình nướng thì cánh gà nó rất là thơm. Mình dùng 1 muỗng canh. Sau đó mình sẽ trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó thiệt là đều với nhau. Rồi mình mới lấy cánh gà đó mình cho vào. Đeo bao tay và mình sẽ trộn cho những cái nguyên liệu khô này nó thấm đều vào trong cánh gà trước. Bóp thiệt là đều ha. Vừa bóp mà giống như mình massage luôn đó. Đó, khi mà mình thấy nó thấm đều và ớt bột á, nó bắt đầu nó ra màu như vậy là được. Mình cần thêm ở đây là 12 gram tỏi. Tỏi thì Diễm đã lột vỏ rồi, Diễm mới cân. Tỏi này thì mình sẽ băm hoặc là mình giã ra, làm sao cho nó thiệt là nhuyễn, như vậy nó mới thơm và khi mình nướng nó không có bị cháy đó. Đó, đâm nhuyễn như vậy. Rồi mình cho vào tỏi 1 muỗng canh nước tương. Cái này là Diễm dùng cái nước tương chấm nó lạt nha. Tiếp theo là 1/2 muỗng canh hắc xì dầu, 1,5 muỗng canh dầu hào. Đây là những cái hiệu mà Diễm dùng nè. Đây là chai hắc xì dầu, tiếp theo là chai nước tương lạc, và kế bên đây là chai dầu hào. Tất cả đều là hiệu Ly Cum Ki ha. Mình trộn cái sốt này lên cho thật là đều. Nó đặc, nó sệt như vậy. Rồi mình mới cho chung vào với lại cánh gà. Lúc này là mình thấy rất là thơm luôn á. Rồi mình đeo bao tay vào và mình trộn cho gà nó thấm đều với lại cái nước sốt. Cánh gà này á, mình có thể ướp xong rồi mình cất vào trong tủ lạnh, mình để qua đêm. Hoặc là mình ướp, mình để bên ngoài thì 3 tiếng là mình có thể mang mình đi nướng được. Diễm á, thì Diễm làm, Diễm ướp 3 tiếng là Diễm thấy nó đã thấm rất là ngon rồi. Trong thời gian đợi cánh gà thấm á, thì mình sẽ đi làm màng thầu. Công thức màng thầu này thì mình cần 500g bột mì đa dụng, Diễm dùng hiệu này. Thì bột mì mình chọn bột mì có hàm lượng protein từ 9-10% là mình làm cái màng thầu này ngon. Hôm nay Diễm trộn bằng máy đó, vì vậy Diễm sẽ cho cái bột khô này vào trong cái thau quết bột luôn. Tiếp theo mình có 50g đường cát. Men nở thì mình cần 5g. Và men nở ở đây Diễm dùng là men nở ngọt, tức là cho những cái công thức bột có lượng đường cao. Nếu mà mình không có cái men nở ngọt này thì mình dùng men lạc làm bánh mì cũng được luôn nha.
Sữa thì mình cần 250 ml, và sữa này là sữa lạnh ha, lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Và mình có thêm ở đây là 50 ml nước cốt dừa. Có nước cốt dừa sẽ làm cho cái bột nó mềm, nó thơm. Mình khi mà mình ăn mình sẽ không có nghe cái mùi bột. Và cuối cùng là 20 g mỡ heo, hoặc là nếu không có thì mình dùng dầu ăn cũng được luôn. Mình cho cái thau bột này vào mình nhồi nha, mình để cái tốc độ thấp. Máy Diễm dùng á, thì cái công suất của nó là 1700W, có 6 số thì Diễm để số 1. Bột bánh bao á, thì mình không cần nhồi lâu, mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian 10 phút là bột nhồi đạt. Nếu mà mình nhồi bằng tay á, thì thời gian cũng tương đương. Và cái bột này á, mình lưu ý là nó sẽ hơi mềm hơn là cái bột vỏ bánh bao nha. Tại vì cái màng thầu á, nếu mà đúng á, là người ta hấp xong, người ta mang đi xa, người ta ăn luôn chứ không phải ăn nóng như là bánh bao. Vì vậy cái công thức này á, khi mà mình làm xong mình để nguội, cái bánh nó vẫn mềm, nó không có bị khô cứng. Đó, Diễm cầm cái miếng bột lên cho mình xem. Nó mềm, nó dẻo nhưng mà nó không có dính tay ha. Lúc mà mình ấn thử vào bột á, mình sẽ thấy bột nó có một cái độ đàn hồi rất là nhẹ luôn. Tức là mình nhồi vừa đủ thôi, không nhồi lâu á, nhồi lâu thì cái bánh nó sẽ dai. Bây giờ mình lấy một cái khăn và mình đậy bột lại, mình để cho bột nghỉ 20 phút để khi mà mình tạo hình mình cán cái bột nó không co giãn sẽ được dễ dàng hơn. Sau 20 phút á, thì cái khối bột này Diễm sẽ chia ra làm đôi. Đó, mình vo tròn thì mình chia ra làm đôi rất là dễ. Mình sẽ lấy một cái miếng bột á, mình bọc lại ha, còn một miếng bột á bây giờ mình cán ra để mình tạo hình. Tạo hình á thì mình sẽ cán cái miếng bột này thành hình chữ nhật. Vì vậy bây giờ mình sẽ dùng tay nè, giống như mình nắn cái miếng bột cho nó dài ra, rồi mình ấn cho nó dẹp xuống. Rồi mình lấy cây cán bột mình cán cho dài. Diễm thấy mình cán cho miếng bột nó dài ra trước, sau đó mình mới cán cho cái miếng bột nó to hơn á, thì sẽ dễ dàng hơn. Mình cán làm sao cho cái miếng bột này là một cái hình chữ nhật. Nó có cái cạnh dài là 44 cm và cái cạnh ngắn là 20 cm. Cái độ dày của miếng bột thì nó khoảng chừng 2 cho tới 3 mm à. Sau đó mình sẽ lấy nước á, mình thấm một cái lớp thiệt là mỏng lên bột. Như vậy để khi mà mình quấn bột lại á, bột nó sẽ kết dính với nhau. Nếu mà mình thích á, mình cũng có thể pha màu ha. Tức là mình làm hai cái miếng bột màu khác nhau, sau đó mình chồng lên với nhau rồi mình cuộn lại, thì lúc mà mình cắt á, miếng bột nó sẽ có màu, nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà cái này mình làm đơn giản thì mình chỉ làm cái miếng bột màu nguyên thủy của nó thôi. Đó, rồi mình nhẹ nhàng mình cuốn lại nha. Cách làm màng thầu này thì Diễm thấy rất là đơn giản, dễ và nhanh nữa, mà bánh để nguội á, vẫn mềm ngon. Đó, mình cuốn chặt tay chút. Cái bột này á, Diễm lưu ý là nó sẽ mềm hơn là cái bột bánh bao nha. Sau khi cuốn xong á, thì mình xe cái bột lại cho nó đều. Thiệt là đều thì lúc mà mình cắt từng miếng ra cái bánh nó sẽ đều đặn, nó đẹp. Để chia ra đó thì mình sẽ canh ha, mỗi cái miếng bột á là nó khoảng hai cái lóng tay. Đó, như vậy thì mình cứ cắt ra thôi. Và dưới cái lượng bột này á, thì mình làm được khoảng 30 cho tới 34 cái bánh màng thầu. Đó, lúc mình cắt ra mình thấy nó nhỏ nhắn xinh xắn vậy nè, mình chỉnh là tí xíu cho nó tròn nha. Nhưng mà mình hấp xong thì nó sẽ nở gần như là gấp đôi luôn. Mình tạo hình hết một lượt, sau đó mình mang bột mình đi ủ. Thì cái bánh nào mà tạo hình trước á, thì mình sẽ mang mình đi hấp trước. Vì vậy á, Diễm sẽ để cái sửng á, nằm trên đầu tiên, như vậy để cho mình dễ biết đó. Đó, cái sửng này là Diễm tạo hình đầu tiên nè. Mình lấy nắp sửng á, mình đậy kín lại và mình ủ cho bột nó nở nha. Cũng tùy nhiệt độ nhà mình á, nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng ấm thì mình cứ để như vậy mình ủ. Nhà Diễm mát á, nên Diễm cho vào trong lò nướng và Diễm bật lên cái nhiệt độ là 30 độ C. Mình sẽ ủ trong khoảng thời gian từ 20 cho tới 30 phút, tùy cái nhiệt độ và cũng tùy cái hoạt động của men. Mình lúc nào trước khi hấp bánh á, mình cũng lấy bột ra mình kiểm tra. Sau 20 phút á, thì mình lấy cái sửng bánh đầu tiên ra mình kiểm tra bột nè. Mình ấn vào, mình thấy rất là mềm, mịn. Nó lúng xuống nhưng mà nó có đàn hồi nhẹ lên, như vậy rất là chuẩn luôn.
Mình bắt sẵn một cái nồi nước sôi nhẹ nha, lưu ý nước sôi nhẹ như vậy. Rồi mình cho cái xửng bánh lên mình hấp. Thời gian hấp bánh này là 8 phút với cái lượng bột mà Diễm chia sẻ nha. Diễm có cân thì nó khoảng từ 23 cho tới 25 gram. Và mình cứ để cái lửa trung bình nhỏ này mình hấp thôi. Và Diễm có lưu ý là thời gian hấp bánh cũng phụ thuộc vào cái độ nở của bột. Nếu mà bột nở đạt như Diễm chia sẻ đó thì mình hấp chính xác 8 phút là bánh chín ngon. Nhắc xưởng bánh đầu tiên xuống khỏi bếp thì mình để cái xưởng bánh thứ hai lên là mình hấp tiếp thôi. Làm rất là nhanh luôn. Bánh này bây giờ nó còn nóng nè, nhưng mà khi mình cầm lên mình thấy rất là nhẹ, như vậy thì mới đạt ha. Bánh nóng thì có thể mình ăn nó hơi bị dẻo, hơi bị dính răng xíu, nhưng mà cái bánh này mình để nguội, mình ăn chung với gà nướng cũng ngon luôn, thì lúc đó bánh sẽ rất là xốp. Cánh gà sau khi mà Diễm ướp được 3 tiếng thì bây giờ Diễm mang đi nướng. Tùy nhà mình có lò nướng hay là lò chiên không dầu, hoặc là mình nướng than cũng được luôn. Diễm thì Diễm có thử nướng lò nướng và thử nướng nồi chiên không dầu luôn, thì Diễm thấy nướng bằng nồi chiên không dầu nó thơm, nó ngon hơn. Và khi cho vào nướng thì mình sẽ lật cái phần trong của cánh gà lên mình nướng trước. Nếu mà mình nướng bằng nồi chiên không dầu thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 8 phút. Nếu mà mình nướng bằng lò nướng thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ C trong khoảng thời gian là 15 phút nha. Còn nếu mà mình nướng than thì mình nên để cái lửa than nó nhỏ thôi, như vậy thì cánh gà nó chín đều, nó sẽ không có bị cháy. Đây là Diễm đã nướng được 8 phút rồi nè. Mình lấy ra và bây giờ mình chở cái cánh gà. Nếu mà mình nướng bằng lò nướng mình cũng làm như vậy luôn ha. Sau khi nướng được 15 phút thì mình sẽ lấy ra, mình chở cánh gà. Và nếu mà mình thấy cái mặt của cái cánh gà nó hơi khô đó thì mình lấy dầu ăn và mình phết lên trên. Nồi chiên không dầu thì Diễm thấy không cần lắm, nhưng mà nếu mà mình nướng bằng lò nướng thì nên, như vậy để cho cánh gà nó thơm hơn. Sau khi phết dầu đều rồi thì mình tiếp tục mình cho vào trong nồi chiên không dầu và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 6 phút nữa. Nếu mà mình nướng bằng lò nướng thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 220 độ C, thêm từ 10 cho tới 15 phút nữa. Trong thời gian đợi gà nướng chín thì mình chuẩn bị sẵn bánh bao nha, để ra dĩa như vậy. Đó, cái này là gà Diễm vừa nướng xong, rất là thơm luôn. Cánh gà vừa nướng xong thì mình gấp ra dĩa, nhưng mà Diễm thấy mình nên đợi khoảng 10 tới 15 phút thì mình ăn là ngon nhất. Để Diễm quay gần cái màn thầu cho mình xem, cái này là Diễm đã để nguội được 2 tiếng rồi nè. Nguội thì khi mà mình ấn vào mình thấy cái bánh nó rất là mềm và nó xốp. Lúc mà mình xé bánh ra mình sẽ thấy bên trong nè, xốp lắm luôn. Dù để nguội thì bánh cũng không có bị khô. Mà cách làm lại nhanh gọn và ăn á, thơm mùi sữa ngọt nhẹ, rất là ngon. Nhất là mình ăn chung với lại cánh gà này, nó có cái vị mặn và cay nhẹ. Người Tân Cương thì họ ăn rất là mặn và cay ha. Nếu mà mình ăn cay được thì mình có thể thêm ớt vào. Để Diễm xé ra cho mình xem, cánh gà mình nướng vừa đủ vừa chín thì ở bên trong nó không hề bị khô, rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.